sáng nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đến thăm nhà máy sản xuất ô tô vinfast tăng qua chúc tết công nhân lao động tại nhà máy nói chuyện với công nhân lao động đang làm việc tại nhà máy chủ tịch nước nguyễn xuân phúc biểu dương đánh giá cao công nhân lao động đã làm việc liên tục đảm bảo tiến độ sản xuất đồng thời gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo đảng nhà nước tới công nhân lao động nhà máy vinfast nói riêng công nhân lao động cả nước nói chung chủ tịch nước mong muốn giai cấp công nhân việt nam không ngừng tiến bộ làm chủ công nghệ để góp phần phát triển công nghiệp và phát triển nước nhà. Chủ tịch nước đánh giá cao tập đoàn Vingroup đã chuyển hướng đầu tư sang công nghiệp công nghệ cao, trong đó chuyển từ sản xuất ô tô chạy xăng sang ô tô chạy điện, phù hợp với xu hướng thế giới, tăng trưởng xanh, đồng thời đã khởi công nhà máy sản xuất pin hiện đại ở trong nước. Ô tô VinFast đã nội địa hóa 60% thiết bị phụ tùng, chú trọng sản xuất nội địa, phục vụ người dân và hướng đến xuất khẩu, duy trì nhiều việc làm trong lúc dịch bệnh khó khăn thành công của vinfast ở cả trong và ngoài nước đã nâng cao thương hiệu ngành công nghiệp ô tô việt nam nhân dịp này chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành chức năng tiếp tục có cơ chế thúc đẩy đầu tư nghiên cứu khoa học thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và cơ chế đặt hàng các nhà khoa học tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công nhân lao động nhất là nhà ở công nhân và thiết chế công đoàn